6 mũ 2023 trừ 6 mũ 2021 tất cả chia cho 6 mũ 2021. Nếu ở đây các bạn thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi tới thực hiện phép chia thì các bạn sẽ làm rất là khó nha, và nó dài, nên là sẽ chọn phương pháp đó là chuyển cái chia này qua cái phân số giúp lợ không phép, gọi là 6 mũ 2023 trừ 6 mũ 2021 chia 6 mũ 2021. Thì đây là mẫu số chung nè, là tách thành mẫu số riêng 6 mũ 2023 chia 6 mũ 2021 trừ 6 mũ 2021 chia 6 mũ 2021. Rồi thì các bạn nhớ đây là dấu chia nè, đây là dấu chia nè, thì các bạn nhớ đến kiến thức A mũ N chia cho A mũ M, thì chia thì lấy mũ trừ nha các bạn, mũ trừ vậy sẽ bằng là 6 mũ 2023 trừ 2021 trừ 6 mũ 2021 trừ 2021 bằng đây ra 6 mũ 2 trừ 6, đây trừ ra 0, vậy ta sẽ có là 6 mũ 2 trừ 6 mũ 0 ra 1. Cái gì mũ 0 cũng bằng 1 nha các bạn. 6 mũ 2 là 36, chính là 6 x 6 á, 6 mũ 2 chính là 6 x 6 đó các bạn, trừ 1 bằng 35.